anh cần tiền bán gấp, nhà khu Sài Gòn mới. Cần bán gấp căn nhà phố 2 lầu sân thượng chiếc sau, tọa là khu dân cư Sài Gòn mới ra 6,6 tỷ thương lượng. Bếp nội thất gồm kệ bếp trên dưới, bàn ăn. Xây dựng theo phong cách hiện đại. Cầu thang có gắn lết trang trí đẹp mắt. Phòng ngủ rộng rãi thoáng mát, nhà ở xây gồm 4 phòng ngủ. Nội thất có giường và bàn trang điểm đẹp mắt, theo phong cách châu Âu. Nhà vệ sinh rộng sạch đẹp sử dụng nội thất cao cấp. Sân thượng trước sau rộng rãi. Nếu anh chị muốn sở hữu ngay căn nhà này, thì nhấc máy lên và e cho em ngay và luôn. Em được chuyên ký gửi mua bán nhà đất, hân hạnh phục vụ anh chị.